Đã hơn một năm kể từ khi xăng E5 RON 92 được đưa vào sử dụng thay thế cho xăng RON 92, hiện mức thuế môi trường của xăng E5 đang được tính bằng 95% so với xăng RON 92, khiến giá xăng E5 thấp hơn xăng RON 92 không đáng kể, nên người dân chưa mặn mà với xăng E5. Bộ Công Thương cũng thừa nhận mức thuế này là chưa hợp lý. Hiện mỗi lít xăng E5 RON 92 giá 20.000 đồng 688 đồng một lít, xăng RON 95 là 22.191 đồng trên 1.503 đồng mỗi lít. Theo số liệu báo cáo, lượng tiêu thụ xăng E5 RON 92 trên địa bàn cả nước trong 3 tháng đầu năm giảm sút so với năm trước do người dân chưa mặn mà với xăng E5. Mà chúng ta phải đánh giá ở trên cái dựa theo cái mức độ khí phát thải khi chúng ta sử dụng cái xăng E5 này ra, chúng ta không thể dựa vào cái hiện nay là chúng ta chỉ so sánh, ví dụ hiện nay là mức thuế của xăng bình thường là 4.000, hiện nay đang kịch trần nhưng chúng ta đã biết thuế môi trường ấy là 4.000, trong khi thuế của xăng E5 là chỉ chênh có 200, tức là 3.800. Như vậy nó sẽ không đảm bảo cái việc khuyến khích người tiêu dùng là người ta sử dụng cái xăng E5 này. Bộ Công Thương cũng đã đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa về thuế môi trường với xăng E5, tạo sự cách biệt về giá giữa hai loại xăng để khuyến khích người dân sử dụng.